Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình và mình là Huy Phan Vlog đây. Thì cả anh em đã trở lại. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại nóc hầm Thủ Thiêm. Và đây là cái phần cửa hầm để review cho anh em nghe về sau một khoảng thời gian Covid khá là dài. Thì ở đây còn có những chỗ bán đồ ăn hay là nước uống hay là những cái chỗ vui chơi hay không, và làm sao để vào được nó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đi đến cái cửa của nóc hầm Thủ Thiêm cho anh em. Nhìn em có thể thấy đây là cái chỗ nóc hầm Thủ Thiêm nè, và có rất là nhiều bạn đang đứng chụp hình quay phim cái đó luôn. Và ở đây chính là cái nơi mà chúng ta có thể đi vào nè anh em. Chúng ta có thể đi vào cái chỗ này nè. Anh em chỉ cần chạy từ ở ngoài cái đầu Mai Chí Thọ vào, chạy thẳng vào đây, anh em đứng ra chỗ này và đi vào. Nếu anh em tay lái cứng thì có thể băng qua cục đá này luôn. Còn nếu như anh em tay lái không cứng thì có thể để xe ở ngoài này và cùng nhau đi lên để trải nghiệm nha anh em. Tại vì cái chỗ này á, càng ngày thì nó càng cao và càng khó đi hơn, thì mình cũng không biết là tại sao nữa. Chắc là ban quản lý không có muốn chúng ta lên đây và chụp ảnh quay phim nữa. Thì mời anh em theo chân mình. Trong cái clip đợt trước mà mình quay về nóc hầm Thủ Thiêm á anh em, thì rất là được anh em trên kênh của mình ủng hộ luôn. Và hiện tại thì nó được 33.000 view rồi. Đó là một con số cực kỳ là đáng nể đối với một người vừa mới bắt đầu làm YouTube như mình. Thật sự mà nói, con số này là mình rất là hài lòng. Và mình cảm ơn tất cả anh em đã đến với kênh của mình, để lại cho mình một like, một comment cũng như là một lượt view. Mình rất là cảm ơn các anh em. Thì để tiếp nối cái sự thành công đó, thì hôm nay mình quay trở lại với nóc hầm. Và lần này mình sẽ chỉ đường kỹ hơn. Đầu tiên thì anh em vào nóc hầm Thủ Thiêm bằng cách là anh em đi qua hầm Thủ Thiêm từ hướng quận nhất. Đây, mình đang ở trên địa phận quận nhất và mình chuẩn bị đi vào khu vực hầm Thủ Thiêm. Thì vào hầm á, anh em nhớ là bật đèn chiếu gần nha anh em. Hầm có rất là nhiều camera. Mình thấy có rất là nhiều camera và cũng có rất nhiều anh em bị phạt rồi. Thì mình muốn là anh em vào hầm thì hãy bật cái đèn chiếu gần lên. Đèn chiếu gần là cái đèn mà anh em bật lên mỗi khi đi đêm á. Anh em đừng bật pha nha, bật pha là xác định luôn á. Thì trong hầm thì tối đa chỉ được chạy có 50 thôi. Anh em cố gắng đi đúng tốc độ để tránh những trường hợp là bị bắn tốc độ qua camera. Thì cái đoạn hầm á, đây là mình đang đi dưới lòng sông nè anh em, cho nên á, cái âm thanh từ cái quạt hút khí vào á, nó rất là lớn, cho nên mình xin phép được cắt cái tiếng nó đi và thay vào bằng những tiếng nhạc nó nhẹ nhàng hơn nha anh em. Thì hôm nay thì mình đi lên nóc hầm bằng chiếc CB mình đi bằng chiếc Kawasaki 650 nha anh em. Thì rất là mạnh luôn anh em ạ. Nhưng mà mình không có dám chạy, tại vì vào hầm thì chúng ta phải tuân thủ thôi, camera đẩy hết trơn á. Sau khi mà chúng ta đi hết cái hầm và qua được bên kia đầu quận 2 rồi á, bên kia đầu hầm là sẽ là quận 2 nha anh em. Và cái hướng đó là hướng Mai Chí Thọ, đường Mai Chí Thọ. Thì khi đó anh em vừa mới ra khỏi hầm luôn thì sẽ gặp ngay một cái đèn xe đèn đỏ. Thì ở cái đèn xanh đèn đỏ đó anh em, đây là cái cầu nhìn thẳng vào cái cửa hầm nè anh em. Thì anh em đi tới một chút xíu nữa, khoảng 300-400 mét nữa anh em sẽ gặp cái đèn đỏ. Thì ở cái đèn đỏ này anh em dừng chờ đèn đỏ khoảng 30-45 giây cho mình nha anh em. Đừng vội rẽ trái, hãy an toàn trước đi. Mình chỉ anh em hướng an toàn nhất mà không có chú công an nào sợ gáy cái anh em được.
Đó, các anh em cứ đi theo dòng người, đi đến cái đèn đỏ phía trước. Thì ở cái đèn đỏ này, anh em quẹo phải cho mình. Quẹo phải nhưng đừng, sau khi quẹo phải anh em đừng đi thẳng, mà anh em hãy đứng chờ đèn đỏ một khúc ha. Anh em đứng chờ cho mình một chút đèn đỏ. Anh em cứ đứng chờ đèn đỏ ở chỗ này cho mình, không có gì phải vội vàng hết. Anh em đứng chờ đèn đỏ này, chờ đèn xanh rồi qua bên đây. Khi mà anh em qua bên đây rồi á, tiếp tục đứng chờ 30 giây đèn đỏ này cho mình, không có gì phải vội hết. Vì cái khu vực này các chú công an có nguyên cái bốt công an nằm ở đầu bên kia luôn á anh em. Anh em mà chạy sai cái là anh em mất tiền oan nữa. Thì đó, bây giờ mình đứng đợi một chút đi, không có vấn đề gì hết. Mình xin phép là được tua nhanh cái đoạn này ha, cho anh em đỡ chán. Thì cái lỗi mà đèn đỏ với lại không tuân thủ tín hiệu của đèn cũng như là tín hiệu của vạch kẻ đường á, nó nghiêm trọng đó anh em. Nên mình cố gắng mình né nó ra. Thì anh em đứng ở đây là một chút, sau đó anh em đi thẳng lên trên kia, đợi đèn xanh nha anh em. Thấy xe đối diện đi rồi mình bắt đầu đi. Mà mình bây giờ mình nhường hết mấy cái ô tô này đi. Mình khoan đi hả? Mình nhường đi rồi mình sẽ lách qua bên trái này. Mà đừng vào cửa hầm nha anh em, vào cửa hầm là tiêu luôn á, là đi ngược về bên quận nhất luôn á. Anh em đi sát cái đường sát ở bên phải nè. Đó, như mình vậy nè. À rồi anh em đi tới. Đi thẳng tới là ngay tới ngay cái chỗ mà tiếp theo mình sẽ chỉ anh em. Ha. Anh em cứ chạy thẳng tới. Ở chỗ này á, lúc trước á thì nó để những cái barrier để cho mình không đi được, nhưng mà bây giờ thì mình thấy là đây là một cái đường rồi anh em à, không việc gì phải lo hết. Ha, anh em cứ đi thoải mái luôn. Rồi tới đây thì anh em dừng lại và mình sẽ chỉ bước tiếp theo. Đây thì mình sẽ dẫn anh em đi từ từ vào cái khu vực nắp hầm này nha anh em. Thì hôm nay mình đã đầu tư một cái gimbal, và cái gimbal của mình thì anh em có thể xem lại những clip trước. Nó rất là bền luôn anh em ạ. Nè, cái khu vực này là cái đường vào. Nó chỉ có một chỗ này thôi. Cách đây một năm mấy mình đi thì nó có tới 2-3 chỗ để vào lận. Thì nó dễ hơn bây giờ. Anh em nào lái yếu thì không nên vào dưới khu vực này nha anh em. Nó không thích hợp cho những anh em lái yếu đâu. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vào cái khu vực nắp hầm này nha anh em. Thì như thường lệ thì hai bên rất là hoang sơ, rất là có nhiều cái cây mà cỏ dại và cái mắt mèo nữa anh em. Nè, anh em nhìn nè, mắt mèo rất là nhiều. Và cái mắt mèo này khá là nguy hiểm, anh em dính vô thì rất là ngứa. Thì sau một năm trời quay lại cái khu vực cái cầu ở nắp hầm Thủ Thiêm này, thì mình sẽ đưa ra những cái đánh giá, những cái review chân thật nhất và cái hướng dẫn cái đường đi lên cho anh em nha, không sót một tí nào luôn á. Thì anh em có thể đi từ đường Mai Chí Thọ nè, cái chỗ đi vào hầm á, thì anh em đừng có rẽ cái đường vào hầm, mà ở phía ngay bên phải nó có một cái đường nhánh, anh em rẽ vào chỗ đó và đi đến cái chỗ mình hướng dẫn hồi nãy á, anh em có thể đi vào tới chỗ đó, sau đó anh em chạy thẳng vào khu vực này rồi đi lên đây, nó rất là dễ ha anh em. Đây là cái đường khó, lâu rồi mình mới quay lại. Nó hơi ngoằn ngoèo xíu, anh em thông cảm cho mình ha. Chạy bộ nên cũng hơi mệt, bạn mình nó chạy xe vọt cho nên nó không có chạy mình vô đây được. Hôm nay mình có một cái mic khá là ok luôn anh em ạ. Mình dùng chính cái AirPod của mình. Thì đây chính là cái khuôn viên chụp hình sống ảo mà anh em thường hay thấy đây. Thật ra đây là một đoạn đường trục nha anh em. Một đoạn đường trục anh em có thể thấy. Đó, nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Đó, mình quay toàn cảnh cho em xem. Nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Và rất mới được sơn lại luôn hả anh em, rất là tuyệt vời luôn. Chiều nào thì giới trẻ cũng lên đây săn ảnh rất là nhiều. Thì cái lúc mà mình đi anh em, cách đây khoảng năm á, thì lúc đó rất là bẩn luôn anh em ạ. Hình như là có mình đi sau một cái dịp lễ gì hay sao á, nó cực kỳ bẩn luôn. Nhưng mà bây giờ thì sạch sẽ hào nhoáng hơn rồi anh em ạ. Nhìn rất là thoải mái luôn. Và mình sẽ đi tới cái khu vực mà anh em mong chờ nhất, đó chính là nóc cửa hầm.
thì view chụp hình ở đây rất là tuyệt vời nha anh em. Qua khung cảnh anh em có thể thấy đó. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển tới vực thấp hầm. Anh em tưởng tượng một cái hầm đặt qua lòng sông, và ở phía trên đó là một công viên, nghe nói thấy thôi là đã thấy hấp dẫn rồi chứ gì đó. Thì bây giờ mình sẽ đến cái khu vực này, mình sẽ quay xuống cái cảnh cái đường mà hồi nãy anh em mình từng đi qua đó, mình sẽ qua đó nè. Đó anh em có thể thấy à, cảnh cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Cực kỳ đẹp luôn đó anh em có thể thấy không, đây là cảnh nhìn qua quận nhất. Rồi ok, mình sẽ cho anh em xuống cái chỗ này, mình sẽ đi dần dần lại nè anh em. Đây là cái con đường mà hồi nãy tụi mình đi nè. Đó anh em thông cảm mình hơi mệt, nãy giờ mình đi bộ chúng ta đó. Thì anh em có thể thấy đây chính là nóc hầm Thủ Thiêm, và đây là một phần cửa hầm. Ngoài cái khu này để anh em chụp hình ra, khu này được giăng lưới nên anh em muốn chụp hình phải đưa cái ống kính này cho mình qua cái phần cái lưới này chúng ta mới chụp được đó. Nó đưa qua như vậy thì mới chụp được, nó cũng rất là chiêu nha anh em. Cái phần cửa hầm này nó anh em ở bên kia đầu kia hầm, nó là một khu vực ở ngay cái chân cầu Tình Yêu Cầu Móng, và mình đã có quay clip ở một cái clip cũ rồi, thôi anh em sẽ quay lại xem cho mình để qua cái chỗ đó sẽ dễ hơn là chỗ này, nó không có đẹp bằng đó. Đây là nóc hầm, anh em thấy cực kỳ đông nha anh em, khác lên chụp hình luôn. Và đương nhiên rồi, phía bên đây là hầm Thủ Thiêm, thì phía bên đây đường sẽ đường Mạch Chí Thọ, con đường siêu to khổng lồ và cực kỳ nhiều cảnh sát giao thông. Mình rất là buồn khi phải nói điều đó, rất nhiều anh em đã bị dính chưởng rồi ở khu vực này đó. Anh em có thể thấy rác rến, bây giờ anh em đã ý thức hơn rất là nhiều rồi, để lại một chỗ và sẽ có người đến dọn, thì mình đánh giá cao cái điều này. Lần trước mình đi á, ui là trời nó dơ tàn nhẫn tàn tâm luôn á anh em, không phù hợp với lại một cái nơi mà để sống ảo như vậy. Thì mình mong là bất cứ anh em nào khi đến đây xong rồi cũng ra đi với cái rác trên tay, chứ đừng để lại cái chỗ này đó. Cho anh em xem cái cảnh của người Mạch Chí Thọ sau một năm trời nó thay đổi gì không. Theo mình thấy là cái hàng dương cái này thay đổi, nó là đe chứ không dương đó. Anh em có thể thấy khi mình từ bên quận nhất qua thì mình sẽ đi đường này. Lần trước mình chỉ anh em chạy qua đường đó đúng không, không được nha anh em, đường đó đường một chiều, có nhiều anh em nhắc nhở mình rồi và mình cũng rất là xin lỗi luôn, tại vì lần đầu tiên mình đến mình không biết. Nhưng mà lần này mình đã hướng dẫn anh em, mình sẽ hướng dẫn anh em một cái cách khác. Khi mình đi từ quận nhất qua, mình đi lên tới cái ngã tư đó đúng không, anh em quẹo phải vô cái đường, quẹo phải vô cái chỗ đó, xong rồi đứng chờ đèn đỏ, đứng chờ đèn đỏ ngay khu vực đó, đứng chờ đèn đỏ bên phải đường nha. Và sau đó anh em chạy ngược lại, anh chạy qua bên đây nè. Mình sẽ để ở đầu clip cho anh em luôn cái clip, cái đoạn đó mình đi mình để ở đầu clip cho anh em xem luôn cái đường hướng vào đó, là mình sẽ đi trên cái đường này, để hết cái đường này qua cái hầm cái này luôn, và qua cái chỗ hồi nãy, qua chỗ hồi nãy mình chỉ nè. Hồi xưa anh em thấy mình còn có thể đi nó cái chỗ đó, mình còn có một chỗ để vô trong đây nữa, nhưng mà chỗ đó bây giờ đã bị người ta chặt đá ra rồi, mình không có vào được nữa, rất là buồn luôn anh em ạ. Chắc là có cái lý do gì đó. Thôi thì bây giờ tạm cho mình tạm ngưng cái series này ở đây, và mình sẽ chụp một vài tấm ảnh kỷ niệm với anh em nha. Mong anh em khi đến với cái khu vực tập này sẽ ý thức một chút về cái vấn đề dọn dẹp rác chỗ này. Mình rất là cảm ơn anh em. Và nhân tiện đây thì mình cũng giới thiệu với anh em, đây là khu vực công viên bờ sông Nóc Hầm nè. Anh em đi ngay cái cầu mới xây từ bắc từ quận nhất qua bên đây là địa phận của quận 2 nè anh em. Thì khi anh em chạy ngược về hướng này, đường có xấu một tí, nhưng mà đổi lại là anh em có được một cái sự bình yên. Anh em có thể tracking địa hình ở đây, anh em có thể đi trải nghiệm đó. Thì cái khu vực này là mình thấy đường rất là xấu luôn, nhưng mà trời mưa thì anh em không nên đi nha anh em.
khu vực này anh em thì thường lễ Tết thì nhà nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở khu vực này. Và nếu mà anh em muốn những bữa nào đẹp trời này có thể cùng gia đình mình đó, ra đây thả diều hoặc là bay flycam rồi các kiểu rất là chill luôn á anh em. Lúc trước á, thì ngay cái bờ sông Nóc Hầm đó, trong clip trước của mình á, thì các anh em có thể thấy là rất là nhiều người bán hàng rong, quán ăn vặt vỉa hè này nọ, các viên chiên, nước uống này nọ. Nhưng mà do lần này dịch Covid nặng quá anh em ơi, hình như là phải 7 tháng trời luôn á, thì người ta đâu có buôn bán được gì. Thì bây giờ nè anh em mình thấy không, cũng bắt đầu là buôn bán đồ lại nhưng mà cũng đâu có được như hồi xưa đâu. Thì do dịch đó làm chúng ta mất đi chỗ vui chơi, chỗ sống ảo này nọ. Thì mình mong là trong một tương lai không xa thì chỗ này sẽ đông đúc và nhộn nhịp trở lại anh em ạ. Để mình có thể có được những cái chỗ quay đẹp hơn, chỗ vui vẻ hơn. Chứ Covid làm cho chúng ta khó khăn quá rồi, sống khổ sở quá rồi anh em ơi. Thì mình cũng mong là anh em sẽ mạnh khỏe nè, gia đình anh em còn sức khỏe nhiều. Chúc anh em nhiều sức khỏe để vượt qua cái trận đại dịch này. Mình rất là cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Và nếu anh em thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe. Nếu như anh em thấy nó quá bớt đi thì anh em hãy đừng ngần ngại, hãy để lại cho mình một comment. Dù là tiêu cực hay tích cực thì mình vẫn sẽ đón nhận nó. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Mong anh em sẽ đến với mình ở những video tiếp theo. Cảm ơn anh em.